Ý ý bài, sự sự ở thiên. ngày một trăm bốn hai. Hãy nghe và nhắc lại cách nói. Đồ của mình đều còn đang ở trong vali. 我的东西都还在箱子里。我的东西都还。 还在箱子里，我的东西都还在箱子里。我的东西都还在箱子里。 bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng chung sau này còn nhờ bạn giúp đỡ nhiều ý khái chính tua băng được quyết định như vậy đi khó y yến với tỉnh học ở trường đại học nào 在哪所大学读书？哦，华沙两位。哦，原来是这样。nhận được rồi, với nghĩa nhận được điện thoại. chia tảo lờ. mình cảm thấy nên dùng. 我觉得应该用。 Nhận được lời mời kết bạn chưa? Sâu tạo khó hiểu sân là mấy hiểu. Lần sau đổi mình mời bạn. Xa xứ khoảng của chính nghỉ. Chưa từng uống qua đồ uống ở chỗ này.

要不要吃甜品？不省力。上舞曲。是做什么的？接一下电话。 không có việc gì đâu。没事的。没事的。sẽ về đúng giờ mà。会准时回去的。phương pháp học này。这种学习方法。 hiểu rất ít. Tùng ta khấn xảo. không cần vội, từ từ thôi. Bố dùng chí, mải man lại. ở ký túc xá trường, chủ, trường, chủ, trường, chủ, là có thể, khẩn khoai chiều nấng Có kế hoạch gì? Có sắp xếp gì? hiểu sớm mà an thái. Về sắp xếp phòng, dùng một ngữ xu hướng chỉ để biểu đạt người nói đang ở xa phòng. Khuấy chữ trấn lý phán viên Mấy hôm nay, 这几天就给归索没来得及打扫收拾搞了枪翻了还在箱子里。